Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới Nhất. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ lớn liên tiếp tại Trung Quốc kèm theo những quan ngại về nguy cơ vỡ đập thủy điện lớn nhất thế giới. Đập Tam Hiệp đã thu hút sự quan tâm và theo dõi đặc biệt của dư luận quốc tế. Một tháng mưa liên hồi, mực nước sông vượt báo động cao nhất. Theo tờ Global Times, sau một tháng mưa lớn gần như liên tục, mực nước ở các sông Dương Tử, Hoài Hà cũng như các hồ Động Đình, Hồ Bà Dương và Thái Hồ đã vượt quá mức báo động cao nhất. Các khu vực từ Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và Chiết Giang bị lũ lụt nghiêm trọng, gây thương vong và thiệt hại tài sản. Trước tình hình đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định Trung Quốc đang bước vào giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng và chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm, đi đầu để hướng dẫn công tác kiểm soát lũ, tăng cường phối hợp phân bổ nhân lực và vật tư khoa học và bảo vệ tính mạng của cải của người dân. Đồng thời, nhà chức trách các địa phương phải nghĩ ngay cho kế hoạch tái thiết, phục hồi hỗ trợ nạn nhân để người dân sớm quay trở lại cuộc sống bình thường, đảm bảo người nghèo không rơi trở lại vào tình trạng nghèo khó sau khi thảm họa. Theo đó, Tân Hoa Xã cho biết mực nước báo động đã vượt mức cao nhất từng ghi nhận năm 1994 tại hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Công chúng đang theo dõi chặt chẽ về khả năng giữ nước của đập thủy điện Tam Hiệp và liệu Trung Quốc có bị lũ lụt trầm trọng như 25 năm trước hay không. Số liệu cập nhật mới nhất tính tới cuối tuần này cho thấy đã có 141 người thiệt mạng hoặc mất tích, 33,85 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng. Các chuyên gia về cứu trợ thiên tai cho rằng tăng trưởng kinh tế đã khiến Trung Quốc dễ bị lũ lụt và dễ tổn thất lớn hơn. Giang Tây đã bước vào tình trạng thời chiến với mức cảnh báo lũ lụt ở mức cao nhất. Nhà chức trách và người dân tất cả đều trắng đêm hộ đê bằng bao cát và liên tục kiểm tra các vị trí đê sung yếu dọc theo bờ hồ Bà Dương. Đại Hồng Thủy năm 1998 liệu có lặp lại? Sông Dương Tử ở Trung Quốc hay còn gọi là sông Trường Giang vốn có lượng mưa và đỉnh lũ cao nhất thường xảy ra vào giữa mùa lũ, hiện đang ở trong tình trạng báo động, khiến nhiều người lo ngại khả năng lặp lại trận lụt lớn nhất năm 1998 theo tờ báo Hoàn Cầu. Công chúng theo dõi chặt chẽ tình hình đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, xem có dễ bị nước lũ và liệu Trung Quốc có xảy ra ngập lụt thảm khốc như 25 năm trở lại đây. Các chuyên gia cứu hộ thiên tai chỉ ra, tăng cường kinh tế khiến Trung Quốc dễ bị tác động bởi lũ lụt và tổn thất lớn hơn, nhưng đập Tam Hiệp đã giúp lưu vực sông Dương Tử an toàn hơn nhiều. Với đập Tam Hiệp, theo trấn an công chúng của các chuyên gia, thảm họa quy mô như trận Đại Hồng Thủy năm 1998 ở Trung Quốc dường như không có khả năng xảy ra với sông Dương Tử. Dự án đập Tam Hiệp vận hành năm 2003 và đóng vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước. Giang Bao Tinh, nhà phân tích cao cấp của thuộc Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc chia sẻ, với dự án đập Tam Hiệp, mực nước dòng chảy chính có thể duy trì ở mức thấp bằng cách giữ nước ở thượng nguồn hồ chứa Tam Hiệp, với hồ Bà Dương và các nhà nhánh sông khác có thể xả nước vào dòng chảy chính của sông Dương Tử. Các khúc sông của Dương Tử an toàn hơn nhiều so với năm 1998. Chuyên gia Giang Bao Tinh nhận định, trong bối cảnh sức ép của nước lũ ở khu vực Trung và hạ lưu sông Dương Tử, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã giảm lượng xả từ hồ chứa Tam Hiệp xuống 19.000 mét khối mỗi giây. Lượng xả sẽ được điều chỉnh phù hợp với lượng mưa sắp tới. Hồ chứa Tam Hiệp đã giảm mực nước hồi đầu tháng xuống còn 145 mét, thấp hơn 30 mét so với mực nước lớn để đón nước lũ sắp tới. Phép thử với tập Tam Hiệp, ông Gao Jianggu, thành viên Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo, dù vai trò chính của dự án Tam Hiệp có thể giảm sức ép kiểm soát lũ dòng chảy chính, nhưng các vùng hạ lưu vẫn đối mặt với các thách thức lớn từ lượng nguồn của mưa ở vùng gây ra lũ lụt và ngập lụt ở quy mô nhỏ hơn. Một mối lo ngại khác là mưa bão thường xảy ra từ tháng này và khả năng trùng với mưa lũ sông Dương Tử đe dọa các vùng hạ lưu và khu vực đồng bằng. So với năm 1998, quy mô phát triển cao dọc theo sông Dương Tử đồng nghĩa với lũ lụt có thể gây thiệt hại kinh tế gấp 10 lần. Tuy nhiên, công nghệ và cải tiến quy trình liên quan tới hệ thống ứng phó khẩn cấp góp phần tăng khả năng ứng phó lũ lụt và giảm thiểu tác động. Các chuyên gia nhận định, chuyên gia Gao Jianggu cho rằng Trung Quốc hiện chuẩn bị ứng phó lũ lụt tốt hơn, với dự báo và cảnh báo chính xác hơn ở các dữ liệu thủy văn, khí tượng, quy trình về logistics và phối hợp với các nguồn lực cũng như là được nâng cao, tăng khả năng sẵn sàng cho các tình huống cấp bách trên khu vực. Trung Quốc hiện cũng có nhiều máy móc chuyên nghiệp hơn để gia cố bờ, sơ tán và tái thiết sau lũ lụt. Tại Giang Tây, thời báo cáo Hoàn Cầu cho hay máy bay không người lái được triển khai để theo dõi lũ lụt và các sự kiện địa chất khác ở các khu vực bị ảnh hưởng và phát hình ảnh trực tiếp để hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ tốt hơn. Theo các nhà phân tích, lượng mưa bất thường ở lưu vực sông Dương Tử trong năm nay không chỉ là phép thử với dự án Tam Hiệp mà còn là cuộc thử nghiệm cho toàn bộ cơ chế ứng phó thảm họa của Trung Quốc. Đỉnh lũ Dương Tử số 1 hình thành vào 10 ngày trước và hồ chứa Tam Hiệp đã thuận lợi ứng phó được.
Sông Tương Tử thường có từ 7 đến 8 đỉnh lũ mỗi năm trong giai đoạn từ cuối tháng này đến đầu của tháng tới. Do đó, thử thách lớn nhất của thiên nhiên vẫn chưa đến. Chuyên gia Gao nói, đập tam nghiệp ở Trung Quốc có thể làm trầm trọng hơn lũ lụt tại Vũ Hán. Đập tam nghiệp ở Trung Quốc có thể làm trầm trọng hơn, khiến thành phố này phải chịu thảm họa kép cho năm nay sau khi tái bùng phát đợt dịch COVID-19. Tỉnh Hồ Bắc có đập tam nghiệp khổng lồ để điều tiết dòng chảy của sông Tương Tử, con sông dài nhất châu Á, dự án đập tam nghiệp đập thủy điện trọng lực lớn nhất thế giới được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2012, nhưng có một lịch sử gây tranh cãi. Từng là tâm trấn dịch COVID-19 Vũ Hán năm 2020, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng. Thảm họa thứ hai tấn công thành phố 11 triệu dân trong vòng một năm. Chính quyền Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lũ cấp cao nhất cho nhiều vùng bị ngập trong những cơn mưa xối xả. Tỉnh Hồ Bắc là một trong số đó. Được làm từ bê tông và thép, đập tam nghiệp có chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Công trình sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông chủ yếu cho thành đập, 463.000 tấn thép đủ xây 63 thép Eiffel, đào 102,6 triệu mét khối đất, thành đập cao 181m so với nền đá. Mực nước đập cao nhất tối đa 175m trên mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110m. Vùng hồ chứa đập tam nghiệp có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước 1045 km2. Tuy nhiên, đập tam nghiệp gây tranh cãi khi các nhà môi trường từ lâu đã cáo buộc rằng các hồ chứa làm tăng nguy cơ sạt lở, lũ lụt và thiệt hại cho hệ thống sinh thái sông Tương Tử. Theo bộ bách khoa toàn thư Britannica, đập tam nghiệp được cho là bảo vệ hàng triệu người khỏi lũ lụt định kỳ ở lưu vực sông Tương Tử, mặc dù mức độ hiệu quả của nó trong vấn đề này cũng gây tranh luận. Bên cạnh đó, Britannica cũng lưu ý 1.200 địa điểm có tầm quan trọng về lịch sử và khảo cổ học từng nằm giữa dòng sông Tương Tử đã biến mất trong quá trình xây dựng đập tam nghiệp. Vũ Hán tổn thất dự án đầu tư mới vì đập tam nghiệp. Lo ngại về an toàn của đập tam nghiệp, công ty điện tử Đài Loan đã từ chối lời mời đầu tư vào thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Theo đó, phát biểu tại một diễn đàn Đài Loan Trung Quốc mới đây, ông Bruce Cheng, người sáng lập công ty điện tử Đài Loan Delta Electronics, cho biết ông đã theo dõi những diễn biến ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Mặc dù công ty của ông đã nhiều lần được yêu cầu đầu tư vào thành phố Vũ Hán, nhưng công ty luôn từ chối, và một trong những lý do là lo ngại về sự ổn định của đập tam nghiệp. Tờ Liberty Times đưa tin, theo ông chủ Delta Electronics, đập tam nghiệp có khả năng được thiết kế đúng cách vào thời điểm xây dựng, nhưng biến đổi khí hậu đã khiến thời tiết khắc nghiệt trở nên phổ biến hơn. Ông Bruce Cheng nói thêm rằng có nhiều nghi ngờ về việc liệu đập tam nghiệp có chịu được thời tiết khắc nghiệt do nóng lên toàn cầu hay không. 27 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đã bị vùi dập bởi mưa lớn và lũ lụt lan rộng, khiến các chuyên gia Trung Quốc đặt câu hỏi liệu đập tam nghiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, có chịu được thời tiết khắc nghiệt hay không. Đã có những nghi ngại về nguy cơ vỡ đập tam nghiệp sau nhiều ngày mưa lũ, song chính quyền Trung Quốc bác bỏ khả năng này. Tuy nhiên, đập tam nghiệp đã phải xả lũ hôm vừa qua do mực nước trong hồ chứa đạt mức cảnh báo. Kỷ nguyên xây dựng các siêu đập ở Trung Quốc như đập tam nghiệp có thể sắp kết thúc, và nước này đang chuyển hướng sang các dự án thủy điện nhỏ hơn, đồng thời tăng cường điện mặt trời và điện gió. Những siêu đập cuối cùng, tập đoàn đập tam nghiệp đã hoàn thành tổ chức phát điện đầu tiên của nhà máy thủy điện khổng lồ Ô Đông Lúc U Đông Nghê. Nhà máy thủy điện trên sông Kim Sa đoạn thượng du của sông Tương Tử là một trong những dự án thủy điện lớn nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của vành đai kinh tế sông Tương Tử. Cách đó khoảng 170 km, xuôi dòng sông Kim Sa là đập Bạch Hạc Than, Ba Hê Tan. Đập thủy điện khổng lồ đi vào hoạt động từ năm 2021. Ô Đông Đức có tổng công suất lắp đặt lên đến 152 triệu kW, với công suất phát điện ước tính hàng năm là 38,91 tỷ kW một giờ. Tân Hoa Xã cho hay, khi hoạt động hết công suất dự kiến vào tháng 7/2021, hai nhà máy thủy điện khổng lồ này sẽ sản xuất nhiều điện hơn mọi nhà máy thủy điện ở Philippines cộng lại. Chúng là hai siêu đập cuối cùng trong kỷ nguyên bùng nổ xây dựng của Trung Quốc đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Kỷ nguyên này cũng đã làm dấy lên tranh cãi ngày càng gay gắt về sự đánh đổi giữa lợi ích của năng lượng tái tạo, phòng chống lũ lụt với cả cái giá phải trả về xã hội và môi trường. Hết kỷ nguyên siêu đập, sau Ô Đông Đúc và Bạch Hạc Than, không có con đập nào có công suất lớn hơn 10 GW đang được xây dựng hoặc đang lên kế hoạch ở Trung Quốc. Theo Bhavan Vijayakarana, nhà phân tích điện cao cấp tại công ty phân tích dữ liệu Global Data của Anh, ông cho rằng dù Trung Quốc có hệ thống thủy điện lớn, nhưng nước này gần như đã cạn kiệt các vị trí tiềm năng cho những siêu đập mới. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn có nhiều không gian cho các đập thủy điện nhỏ hơn với công suất từ 1 đến 3 GW. Các dự án thủy điện tích năng lượng bơm có thể giúp lưu trữ năng lượng tái tạo không liên tục khi cần. Các vị trí xây dựng siêu đập khổng lồ vẫn còn nhưng vẫn chúng rất khó tiếp cận. Nổi bật nhất là đập Mutu trên sông Yalu Sangpo, con sông dài nhất Trung Quốc tự trị Tây Tạng, có công suất tới 38 GW, gần gấp đôi đập tam nghiệp. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu tính khả thi của dự án, song nhiều chuyên gia cho rằng tính khả thi của dự án này không sao, không phát triển được trong lúc ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc đang mở rộng ra nước ngoài. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu của Đại học Boston cho biết, các ngân sách phát triển lớn của Trung Quốc đã tài trợ cho các dự án thủy điện trên toàn cầu gấp 44 tỷ USD kể từ năm 2000. Cần công ty thủy điện của Trung Quốc đang đầu tư mạch điện ở quốc gia khác ở Nam Á, Đông Nam Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!